Chào tất cả mọi người, hôm nay ra mắt một chiếc vòng xếp cao cấp, mời các bạn cùng xem. Đây là tất cả các thông số kỹ thuật, hai thanh thăng bằng kích thước là 80 cm, và kế tiếp là thang cộng lực tổng chiều dài bằng 1m2, thang cộng lực có khoảng cách là 20 cm. Thanh chữ A làm cần vòng có cạnh đáy là 70 cm, chiều cao cạnh huyền là 1m. Khoảng cách giữa thanh cộng lực chữ A là 40 cm, chiều dài không tính ren tăng là 80 cm, thanh tăng có đầu tăng là 10 cm. Tất cả các thông số kỹ thuật ở đây các bạn cùng làm. Bây giờ chúng ta cùng nhau gia công một chiếc vòng mỹ nghệ cao cấp các bạn nhé. Ở đây chúng ta có toàn bộ thang vòng là hộp 25 x 50. Ở đây là những tai khớp nối để chúng ta lắp cần vòng và cần tăng. Và ở đây là phần đế chống trượt và chống xước. Thế là hoàn thành phần thang vòng. Bây giờ chúng ta chuyển sang gia công phần cần vòng. Cần vòng là hộp vuông 20 x 20. Và thông số của nó thì giống như ở trong bản vẽ các bạn đã xem. Và tiếp đến chúng ta sẽ gia công cần tăng. Đã hoàn thành tất cả các hạng mục, bây giờ chúng ta bước qua công đoạn sơn phủ màu. Ở đây chúng ta sơn dòng sơn cao cấp 2K, nhưng chúng ta không cần phải sơn lót. Dòng sơn cao cấp 2K hay chúng ta thường gọi sơn ô tô. Sơn phủ màu xong, bây giờ chúng ta đi vào công việc lắp ráp một chiếc vòng hoàn thiện. Và đây là những sợi cao su cắt để làm giảm trần. Làm giảm trần như thế này sẽ không kêu, và khi đông đưa nó thật là êm ái. Toàn bộ các khớp nối đều phải bỏ giảm chân các bạn nhé.
Ở đây mình đang lắp con lắc mắc võng. Đã hoàn thành, bây giờ chúng ta chỉ có việc mặc võng lên và nằm đông đưa thôi. Chúc các bạn thành công và có nhiều sáng tạo. Cảm ơn các bạn đã xem video và hãy ủng hộ cho Lungu các bạn nhé.